Kính chào quý vị và các bạn. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với quý vị để cập nhật những thông tin trong nước nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tại kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, Ban Thường vụ Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, đồng chí Lưu Bình Nhưỡng, nguyên Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan nhà nước. Trước đó, sáng 15 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 14 tháng 11, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự. Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, thường gọi là Cường Quắt. Đối tượng hình sự có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, điều 170 Bộ Luật Hình sự. Cường Quắt cùng đàn em được xem là băng nhóm xã hội phức tạp ở Thái Bình. Băng nhóm này đã tham gia, thực hiện nhiều hoạt động trái pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự an toàn xã hội. Quá trình bắt, khám xét, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình xác định ông Lưu Bình Nhưỡng đã tác động can thiệp tại Thái Bình để Phạm Minh Cường không bị các băng nhóm xã hội tranh giành việc bảo kê, khai thác cát tại bãi chiều thuộc các huyện ven biển Tiền Hải, Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Được biết, ông Lưu Bình Nhưỡng sinh năm 1963, quê quán xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, tiến sĩ luật kinh tế. Trước khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 tại Bến Tre, ông là vụ trưởng, phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Từ ngày 17 tháng 9 năm 2018, ông Lưu Bình Nhưỡng được điều động bổ nhiệm giữ chức phó trưởng Ban dân nguyện nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nhưỡng được biết đến là đại biểu có nhiều phát ngôn chất vấn thẳng thắn, gai góc trước nghị trường Quốc hội, đi sâu vào các vấn đề xã hội, dân sinh, pháp lý. Ngay sau khi bị khởi tố, lực lượng chức năng đã tiến hành các bước theo quy định để phục vụ công tác điều tra vụ án. Mới đây nhất, Cơ quan Điều tra tỉnh Thái Bình đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị ra soát, cung cấp thông tin liên quan các văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do ông Lưu Bình Nhưỡng ký gửi các địa phương hoặc sở, ngành từ tháng 7 năm 2016 trở lại đây. Nội dung văn bản đề nghị phối hợp ra soát toàn bộ các văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do ông Lưu Bình Nhưỡng ký với cương vị đại biểu Quốc hội hoặc Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội để gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố hoặc các sở ban ngành, đơn vị trực thuộc từ thời gian trên. Đây là bước tiếp theo sau khi cơ quan công an tiến hành khám xét nơi ở của ông Nhưỡng và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan tới vụ án. Hiện đã có 3 địa phương là Đắk Lắk, Bình Định, Lâm Đồng ra soát phát hiện nhiều văn bản, phiếu chuyển đơn do ông Lưu Bình Nhưỡng ký dưới vai trò là Phó trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội, thời điểm trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam và bị khai trừ ra khỏi Đảng. Tại kỳ họp thứ 34, ngoài quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã xem xét kết luận một số nội dung sau. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Bộ Công Thương và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác tham mưu, ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió, trong thực hiện quy hoạch điện 7 điều chỉnh, trong tham mưu, ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng, dầu, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá, trong lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức đấu thầu, thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện.
nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Cán sự Đảng, Bộ Công Thương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Đảng ủy các cục, vụ liên quan và các đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Đỗ Thắng Hải, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ. Trần Hữu Linh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường. Hoàng Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo. Trần Duy Đông, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu. Phương Hoàng Kim, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển bền vững. Đặng Huy Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng. Lý Quốc Hùng, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ. Võ Văn Quyền, nguyên Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, liên quan những vi phạm, khuyết điểm trên còn có trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các đồng chí Trịnh Đình Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Dương Quang Thành, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Trần Đình Nhân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Nguyễn Danh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giám đốc công ty mua bán điện. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương và cấp ủy tổ chức đảng ở một số bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, xem xét xử lý các tổ chức đảng, đảng viên tại các địa phương, đơn vị có liên quan trong thực hiện các dự án năng lượng tái tạo. Xem xét kết quả giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện, quy chế làm việc, công tác cán bộ, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, kê khai tài sản, thu nhập. Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác tổ chức cán bộ, quản lý sử dụng tài chính, tài sản, thực hiện quản lý đầu tư các dự án, kê khai tài sản, thu nhập. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát, tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra. Yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng có liên quan về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tham mưu, thực hiện chức năng quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, trong quản lý sử dụng tài chính, tài sản của đảng và kê khai tài sản, thu nhập. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, phát huy ưu điểm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện kiểm tra, giám sát, trọng tâm là kiểm tra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương, công tác cán bộ, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, thực hiện các dự án đầu tư và những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thảo luận để trình Ban Bí thư xem xét, ban hành quy định giải mật thông tin công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, đồng thời quyết định một số nội dung quan trọng khác. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.